Xin chào tất cả các bác ạ. Đồ nhà Thanh Huyền mời các bác xem một cái song nồi cơm mà các bác nhìn này. Một cái song mà song gân các bác nhá. Và đẹp không có tì vết luôn, không hề có xước sát gì hết. Cái phần trắng trắng này chúng ta sẽ lau đi, nó là phần bụi đấy. Không hề xước sát các bạn. Dày cấu tạo 5 lớp luôn, chúng ta nhìn thấy đây, siêu dày luôn. Đối với một cái dòng nồi cơm 0,63 lít hay là 0,54 lít thì đây là cái dòng nồi cơm có thể mệnh danh là có cái song siêu dày nhất các bác ạ. Cực kỳ dày dặn luôn. Và đến với thương hiệu Toshiba các bác nhé. Vạch chia rất là rõ ràng luôn này, do cả bên trên này. Em này thì có màu đỏ mận, là một cái màu rất là ít gặp luôn. Mà chúng ta thấy là một cái nồi nguyên bản luôn, hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Với công nghệ là cao tần này, induction heating này. Và đặc biệt là em này có một cái chế độ, đó là chế độ nấu cơm cháy các bác nhé. Bác nào mà thích ăn cơm cháy thì không nên bỏ qua. Cũng như là có chế độ nấu cơm thường, cơm ngon, nấu nhanh, nấu cháo, nấu gạo lứt đều có đầy đủ. Và bên ngoài thì đã được dán dịch tiếng Việt như các bác đã thấy đây. Em này chỉ có một điểm trừ duy nhất là cái phần này nó hơi ọp ẹp một xíu các bác nhé. Đấy, nên đồ nhà Thanh Huyền đang thanh lý giá chỉ với lại 1 triệu đồng mà chúng ta sở hữu ngay được một cái em nồi cơm 0,63 lít màu đỏ mận đời 2015 mà son lại siêu siêu đẹp như thế. Công suất là 700W. Cái mã là RC gạch ngang 6XH. Đó, 6XH các bạn, chúng ta nhìn thấy đây. 6XH và đây là một cái em mà use only in Japan, nghĩa là chỉ sử dụng tại Nhật Bản mà thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cắm điện em nó luôn để xem em nó sôi hoạt động ra sao nhé. Nồi đó chế độ đầu nhanh và đã sôi rồi các bác nhé. Đấy. Giá chỉ với 1 triệu đồng mà sở hữu ngay một cái em nồi cơm màu đỏ mận, dung tích 0,63 lít, hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng, nồi nguyên bản luôn. Đấy. Ủ đây. Đấy, cái cuối cùng này sẽ là cái ủ đỏ, màu đỏ lên các bác nhé. Đó, và luôn luôn ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% thì sẽ được bao ship toàn quốc. Ngoài mẫu này ra, đồ nhà Thanh Huyền còn nhiều mẫu 0,54 lít cũng như là 0,63 lít khác, là đồ cao tần của Nhật Bản. Mời các bác liên hệ theo số điện thoại góc phải màn hình chúng ta đang thấy để có thể được tư vấn chi tiết về từng mẫu nồi cơm nha. Các bác nếu thấy video hay hữu ích thì chúng ta hãy ấn nút like cũng như là ấn chữ đăng ký để có thể nhận nhanh nhất những thông tin từ đồ nhà Thanh Huyền. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của đồ nhà Thanh Huyền.